Cậu Đức hả? Dạ, em Đức đây. Hôm qua tới giờ, cha con tôi muốn liên lạc với cậu mà không được. Mà hay quá, tự nhiên cậu nóng ruột mà gọi lại. Anh chị và mọi người có khỏe không? Khỏe, tụi nó đang lu bu đây nè. Đang chuẩn bị làm đám cưới. Gom lại là một đám ở Siem Reap thôi. À, cậu nói chuyện với nó nghe. Alo, anh Đức hả? Dạ, em đây. Anh khỏe không? Anh gặp mẹ em chưa? Mẹ em có khỏe không anh? Tụi em chuẩn bị làm đám cưới. Dạ, là ngày mốt rồi. Em muốn nhờ anh làm hộ chiếu cho mẹ em sang bên này để dự đám cưới với tụi em. Đàn trai á mà có mẹ với anh là tụi em hạnh phúc lắm đó. Alo. Alo Đức à, anh nghe em nói không? Alo, alo. Anh Đức à? Alo, anh Đức, trả lời anh Đức. Sao vậy con? Dạ, con không biết nữa. Tự nhiên cúp điện thoại rồi. Alo. Ủa, sao không liên lạc được với ta? Con, thôi, bà không làm phiền con nữa. Bà, anh làm sao vậy? Ba mày bỏ má đi á, từ lúc mày còn trong bụng má. Bởi vậy má đặt tên mày là Hận. Má hận ông già tí mày lắm á. Từ đó tới giờ ổng không về nhà hả má? Không. Thôi, bỏ đi con. Má, con muốn đi học như tụi nó, má cho con tiền nha. Nhưng con ráng năm sau nghe. Năm sau á, má bán heo rồi. Cái má cho con tiền, đặng con lên Sài Gòn ăn học, cho đáng ha. Cái gì? Hả? Tao nghe mày với mẹ mày toan tính định nâng cấp tiền tôi đi Sài Gòn phải không? Hả? Nói! Tại không mày? Ba mày mới về đó hả? Để tôi dọn cơm cho ông ăn nghe. Bữa nay á có canh chua bông su đũa cá bông lau ngon lắm. Ê, mày đánh trống hả mày? Mày đứng lại chưa? Tao nói chuyện với mày mà mày bỏ đi hả mày? Mày, tao nói mà mày dám đánh trống lại hả? Đúng không? Mẹ con mày toan tính ăn cắp tiền tao phải không? Dạ Hả? không có. Tại sao mày dám ăn cắp tiền tao? Hả? Dạ không có anh ơi. Không có ăn cắp Mày tiền hả? của anh. Mày Buông giết ra. chết à? Ông đừng có đánh má tôi nữa. Giết mày chết Lại anh, lại anh. Mày hả? Hãy mà cắp tiền tao nè. Mày Đừng mà con. Đừng. Hai mẹ con mày thông đồng giết tao hả? Chạy đi con. Mày hả? Dám con đánh tao ơi. Hả? Đồ con quan. Giết mày. Mày giết chết đi. Đồ mất dạy. Đồ con quan. Hôm nay mày dám đánh tao hả? Tôi lớn. Tôi về tôi giết con. Đừng ở đâu mà đụng tới má tôi. Con ơi. Mày đứng lại. Mày đứng lại chưa? Hằng ơi, Hằng ơi.
của má con ơi. Hân, Hân. Anh làm gì mà say sưa quá vậy? Quên cả giờ về ăn cơm. Anh làm bức tượng Phật này để tặng cho mẹ của anh. À, anh Đức có trả lời anh chuyện đưa má sang dự đám cưới của tụi mình không? Chưa. Anh nói là sáng mai mới trả lời được hay không? Anh biết không, em yêu thương anh nhiều vì anh có hiếu với mẹ đó. Tại vì từ nhỏ cuộc đời của anh chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ yêu thương anh thôi. Bây giờ anh được quá nhiều của mẹ nè, của em nè, của ba má em và của anh Đức nữa. Nhưng mà anh cứ lo lo sợ sợ. Anh lo gì? Sợ gì? Anh lo những gì anh có là không có thật. Chuyện em yêu anh là có thật nè. Chuyện ngày mốt tụi mình làm đám cưới là có thật nè. Đúng không anh? Bà chờ con chút nha. Alo, ai đó? Dạ anh Đức hả? Nhi hả? Dạ, em đây. Anh ơi, anh có lo được giấy tờ để đưa má má chồng của em sang bên này dự đám cưới được không anh? Alo, anh Đức hả? Anh có nghe em nói không vậy? Alo? À, anh nghe. Bây giờ em nghe anh nói nè. Anh cũng không chắc là có thể đưa được mẹ chồng em sang bên đó không? Anh ơi, nhưng mà anh cố gắng giúp tụi em đi anh. Nha. Anh sẽ cố gắng. Nhưng mà anh hứa, anh sẽ sang bên đó để dự đám cưới của tụi em. Vậy hả anh? Em mừng quá.
Em sẽ nói cho anh Hân anh biết để anh mừng. Có cả má chồng của em nữa nha. Em cảm ơn anh. Chào bác. Ủa? Anh chính thức nghỉ từ bữa nay hả? Vậy mà em tưởng từ tuần sau chứ. Em sang nấu cơm cho ba anh ăn nè. Anh vẫn cứ buồn chuyện của họ hay sao? Thôi, anh cứ im lặng đi. Đừng nói chuyện má Hân mất làm gì. Coi như là họ không biết đi. Ngày mai anh đi sang Siem Reap một chuyến. Em ở nhà chăm sóc cho ba anh nghe. Thôi, anh đừng đi. Chứ giờ anh sang bên đó, họ hỏi chuyện của má Hân, em biết trả lời sao? Đúng không? Yanta Potiyamon Lesakanang Nanda Vetano Evang Vang Vichaya Aichaya Sachaya Mankale Aparan Chitapalang Kesai Sepatavi Paukare Avisai Kesai Pipotianang Anka Pata Pamatitisuna Katang Sumankalang สัพพะเพียตังสัตตังสกนะสมาอัตตัยจะสยะตังพรหมจารัยสัพพะเตกะนังกายกัมมังวิจากัมมังปะเต
Chẳng ai nỡ hẹn câu thề ngày về, ôi quá xa, chỉ nghe nỗi buồn lén lén, lời buồn dâng lên mắt, tình buồn đọng trên mi. Lời buồn anh hát ru em, tiếng ru nã nồng đêm chiều. Dạ, cậu nằm trong đó hai ngày rồi, không thấy ra ngoài. Chị có chìa khóa phòng không? Mở ra giùm đi. Hưng, trời ơi, cậu bị sao vậy? Gì đâu, giờ tới đâu rồi anh? Giờ phải đây mà. Dì đâu rồi? Cậu bị sao vậy? Vợ tôi đâu? Dì đâu rồi anh? Giờ mới ở đây với em mà. Dì, dì ơi. Cậu dì ơi, cậu. Cậu tính là đi cậu. Mở đây rồi cậu ơi. Chị Tâm, chị nói sao? Vợ tôi đi đâu? Cậu mới ở đây với tôi mà. Dì Hân ơi. Hân à, cậu nghe tôi nói nè. Dì mất đã 10 ngày rồi. Cậu bình tĩnh lại đi. Anh nói gì Hân vậy? À, không, cậu không bình tĩnh phải. Đi. Thật dì sự là dì đã chết rồi mà. Dì làm sao bỏ tôi được hả? Anh đừng nói vậy. Dì đâu rồi? Hân, dì Hân ơi. Tuần trước, tôi và cậu đưa cốt của Nhi vô chùa mà. Cậu không nhớ gì sao? Mẹ ơi là mẹ. Sao
mới chết tức chết tử dạ mợ. Hồi mợ còn sống hơn chút là tôi nói tôi giận, tôi về quê tôi xin nghỉ. Mợ biết không, mỗi lần tôi giận tôi tức con Ngọc tôi mới nói vậy, chứ làm sao tôi bỏ mợ cho đành. Nó đâu còn ai bà con thân thuộc đâu, chỉ có mợ thôi à. Em à, em đứng đây đi, một chút nữa anh Đức sẽ đưa con lên trại mà. Em muốn vô với con cho nó không hoảng sợ. Em bình tĩnh anh, phải nghe lời anh. Em muốn vô ôm con một chút mà, em thương con lắm. Anh để em đi đi. Đi, nhảy lên. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Mẹ nè Bảo Ngọc ơi. Bảo Ngọc. Mẹ. Mẹ kêu con Mai bắt tôi phải không? Không phải. Đồ độc ác. Tôi căm thù ba mẹ. Bảo Ngọc. Ngọc. Đừng có đụng vô người tôi. Ngọc à. Bảo Ngọc. Em à. Ngọc. Bình tĩnh lại đi. Ngọc. Mày là đồ mất dạy. Em à. Lời buồn anh hát ru em, tiếng ru náo nùng đến trường. Lời buồn như tiếng nam mô. Chị ơi, chị. Giữa chị ơi. Em tiếng kinh cầu xa. Chết, em đừng bỏ anh mà. Lời buồn như tiếng nam mô. Giữa đêm đáng lên tiếng em. Kinh. Chị ơi, đáng lên em. Xa. Mình ơi. Mạnh mẽ lên. Nhi không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Cô lúc nào cũng mạnh mẽ. Em đâu có khóc. Em đau trong này nè. Sao người ta cứ lấy nhau, cứ vào ruột vào gan em vậy anh? Sao ông trời lại cướp cô ấy khỏi tay em chứ? Em đi chuẩn bị đi. Mình đi, không thì trưa rồi. Mình có nên đón nó về bây giờ không hả anh? Nó chưa biết mẹ nó mất. Hôm nay là đúng 10 ngày. Người ta báo là đã cắt cơn được rồi. Nó không còn vật vã rồi. Mình phải rước nó về để cho nó đẩy tang cho mẹ. Nhưng mà em sợ nó mới cắt cơn. Nó về rồi nó nghiện trở lại. Em sợ lắm. Không sao đâu. Cho nó về vài ngày để cho nó thọ tang cho mẹ rồi đưa nó lên lại.
Nhưng mà em sợ nó trở về rồi nó gặp bạn bè của nó, nó lại trốn đi. Em sẽ mất hết tất cả. Bà thấy có đỡ không? Bữa nay về nhà được không? Không lẽ bây giờ bà muốn ở lại bệnh viện luôn hả? Thằng Hân nó đưa con vô chùa chưa ông? Kêu nó để 49 ngày thôi, rồi đưa nó về nhà cho ấm cúng. Có cha, có mẹ, có chồng, có con. Bữa nay cháu đã hoàn toàn cắt được cơn rồi. Tụi này tính chiều chuyển cháu xuống trại để cháu ở chung với các bạn anh à. Ở dưới trại khoảng bao lâu vậy cô? Dạ khoảng 2 năm đó anh, bắt buộc 2 năm đó anh. Xuống dưới đó cháu phải làm gì hả cô? Dạ ở dưới đó, ở dưới trại á, cháu phải học nghề, học sinh hoạt và học tiếp văn hóa cho tới lớp 9 đó anh. Rồi còn tùy thuộc vào cháu và gia đình nữa anh. Con à, ba nè con, Bảo Ngọc, ba con và bác tới thăm, sao con không chào hỏi hả Bảo Ngọc? Không sao đâu cô, để chúng tôi ở lại nói chuyện với con bé được rồi. Dạ. Yeah. Bảo Ngọc, hôm nay con thấy trong người khỏe hẳn rồi phải không? Dạ, con thấy trong người hết bị dòi bò rồi cô. Vậy chiều nay cô chuyển con xuống trại, ở chung với các bạn cho vui nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ, dạ thôi em xin phép ra ngoài.
Bác và ba con tới đây để đón con về nhà. Về nhà để con ở với ba con. Con ghét ba mẹ, con không về đâu. Con ở đây cho chết luôn. Con chết luôn cho ba mẹ vừa lòng. Ba đi đi, con không muốn thấy mặt ba nữa. Hưng, Hưng. Còn gì cái? Em đi lên làm thủ tục, xin phép cho nó về nhà vài ngày đi, để nói chuyện với nó. Mẹ của con mất rồi. Mẹ của con làm sao? Mẹ của con mất rồi. Mất là sao? Mất cái gì? Bác nói vậy là sao? Mẹ con chết rồi. Con có biết không? Bác với ba con lên đây để đón con về, để con đẩy tang cho mẹ con. Bác nói cái gì? Mẹ con làm sao mà chết được? Mẹ con chỉ bị bệnh thôi mà. Mẹ con làm sao mà chết được? Con không tin. Con không tin. Con không tin. Con không tin. Mà hay là mà là mà chết gì mà người ta nói ăn ở yên lành thì sống trăm tuổi, mà yên lành mà tốt bụng mình sao mà đi sớm vậy mà ơi. Pháp, mày đừng có nói nữa được không? Mà biết không, từ hồi mà chết tới giờ nhà này giống như nhà quan vậy, không ai nói với nhau tiếng nào hết trơn, không có nghe tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gà, tiếng vịt. Bây giờ muốn tâm sự với mợ mà cũng la con nữa. Tao kêu mày im tao cái, sao mày nó cứ nói chuyện với nó hoài vậy? Thôi, bà cứ để cho nó nói đi. Rồi cái nhà này không ai nói với ai hết, không khí nặng nề, làm sao mà chịu nổi. Trời ơi, kẻ đầu bạc thì tiện kẻ đầu xanh. Bà đừng khóc nữa đi. Đằng nào thì con cũng mất rồi. Bà khóc con nó không siêu thoát được. Tám à? Dạ. Lại đây nói chuyện với bà đi. Bà ơi bà, bà đừng có khóc nữa. Bà khóc vậy mà không có siêu thoát được đâu. Bà đừng có khóc. Mày khóc mới chứ. Mẹ con. Tám coi ai vậy con? Ngọc về bà ơi.
Mẹ, con xuống thắp nhang lại mẹ con đi. Ông bà ngoại chờ con ở dưới. Alo, dạ, đây có phải là nhà cô Duyên không ạ? Dạ, con là Bảo Ngọc đây cô. Cô ơi, cô cho con hỏi, có mẹ con ở bên nhà không cô? Cô nói đi, mẹ con đang ở bên nhà cô mà phải không cô? Mẹ con đang nhờ cô đi tìm trường cho con mà phải không cô? Cô ơi, cô nói đi, cô trả lời con đi. Cô ơi, cô trả lời con đi mà cô. Oh.
mẹ ơi, mẹ chết thiệt rồi sao? Mẹ chết là không bao giờ con được nhìn thấy mẹ nữa hả? Mẹ chết là mẹ đi đâu mất luôn rồi phải không mẹ? Mẹ ơi, là con hại chết mẹ phải không? Con làm cho mẹ phải chết có đúng không? Mẹ nói đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con hối hận lắm. Mẹ về với con đi mẹ. Mẹ về với con đi mẹ. Con sẽ đi học tử tế mà mẹ. Mẹ ơi.